Xin chào các bạn nha. Giờ là buổi sáng. Chung mình cũng dùng hết quay rồi, mình chỉ còn mask thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ khui một khẩu quay mới. Nhưng mà bây giờ sẵn thì làm cái video mở cái hộp quay Ruan nè, Ruan. Ruan vị sô cô la nha. Nhưng mà cái này là điều đặc biệt là mình sẽ kể là giống như là quay cho bạn xem review cái loại không chính hãng nha, mà là loại không chính hãng nha các bạn, tức là loại không có tem chính hãng của công ty Nutri á đó. Thì cái loại này không có thương mại, loại này chỉ sách tay thôi, tức là mua từ nước ngoài về dùng vậy thôi. Thì cái loại này không thương mại được, những loại thương mại là loại có tem như vậy, thấy đúng không? Tem như vậy thì mới là thương mại nha, tem của công ty Nutri. Rồi bây giờ mình sẽ dùng thử coi thôi, có thử nó sao như thế nào nha. Dùng thử, review luôn. Thì mình nghĩ thì nó cũng như vậy thôi, y chang, mọi thứ nó đều rất là y chang. Rất là y chang nha. Nó chỉ có điều là ở trên nó không có tem thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu khui nha. Rất bài bản, siêu nó vẫn là chữ Ruan in... tên Ruan 88 nhưng cái bìa đen đen. Trên này nó có cái cảnh báo của khi mà mình xuất hàng từ Cali á, từ California ở bên Mỹ á, thì nó sẽ xuất hàng như vậy. Thì mình lấy cái đũa đó, lấy cái đũa hay cái bút chì cũng được, mình sẽ lấy cái bút chì mình để sẵn đây. Rồi khi nào cần lấy nắp á, lòng lòng lấy muỗng thì mình sẽ bắt đầu. Đó, thì cái seal của nó rất là chắc. Bỏ cho bột đi nhặn ở dưới đi. Rồi, seal nó rất cứng nha các bạn. Seal màu trắng rất cũng y chang luôn. Đó. Các bạn coi bột nha, bột thì cũng y chang. Nếu mà ngửi ngửi vậy thì thấy rõ ràng một cái vị Milo rồi đó. Bột sô-cô-la của Ruan thì nó nặng, nó không có bong bong lên như là Isofix, hay là những cái loại quay khác. Nó khác thì nó bong lên. Hoặc là cái vị, đúng rồi, cái vị nữa. Cũng tùy vị nha các bạn. Vì Ruan mà vị những cái vị như vani rồi cookie hay là dâu rồi đó, nó sẽ bong bong lên. Các bạn coi lại bột một lần nữa nha. Này mình mới lấy cái muỗng ra. Cái muỗng thì màu đen rất là bình thường, như là bao bình, như bình thường như những cái loại những cái muỗng khác của Ruan. Nói chung nói về cái hũ không chính hãng này thì nó chỉ khác là không có tem thôi, không được thương mại ở Việt Nam này, không được đem ra buôn bán thương mại bình thường á. Rồi không, nói chung là không đảm bảo, các bạn mua thì phải mua hàng có tem mãn má cái đàng hoàng cho nó chính hãng. Rồi bây giờ mình sẽ pha. Rồi đó nha. Đó. Cũng rất là dễ tan. Đưa qua này thì nó dễ tan hồi đó giờ rồi. Mở cái nắp lại đi tất. Đó, bây giờ kể từ đây thì mình sẽ dùng quay Ruan vị sô-cô-la lại và mix với lại mask co mask gainer. Hiện tại mình chưa dùng hết loại đó thì mix chung vậy thôi, tại vì mình cũng cần calo đó, ít khi ăn đủ á cho nên mình cần calo. Rồi bây giờ buổi sáng thì mình sẽ làm một muỗng, này là vị Milo chắc rồi, sẽ uống thử nha. Lắng nhẹ nhẹ thôi cũng tan. Mình thì uống khá là nhiều nước, khoảng 300 mấy ml nước á. Rất ngon. Nói gì nói chứ vị sô-cô-la thì thật sự rất là dễ để uống. Rất là dễ để uống nha các bạn. Rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm, tại mình còn làm một số công việc nữa.
thì đây là Mars Ruan. Tất cả đều là Ruan. Quay của mình cái này nữa. Mình cho hãy xem một dòng sản phẩm này nha. Hãy đáy nha. Z protein là dòng quay chất lượng nhất bên mình, kèm nhất là insulin. Hiện tại là như vậy. Và ISO 100 nữa. Mà ISO 100 thì mình hết hàng rồi. Liên bên đây thì dòng các bạn biết rồi nè. Bên đây thì đâu cần phải nói nhiều đâu, bữa sẽ thay thế. Ruan này cái vị, cái màu nó hơi khác là tại vì cái vị của nó là vị natural, nó ít ngọt hơn. Những cái loại quay Ruan khác. Thì giá nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà cái điều là cái này nó dành cho cái nó lạc á. Nó nhạt, nó không có ngọt. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn cần gì thì liên hệ mình bên này. Bên này nha. Rồi, còn không các bạn subscribe để xem những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.